con cũng ký mấy hơn à, hơn ký à, 2 ký ha. 4 nhiêu tiền, nhiêu tiền? 4 cái anago, 4 cái anago. Ah oui? C'est même prix? Oui, 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 je vous mettrai les 4 pour 1 €. Oui. Prenez des grosses. D'accord. La potager. Une soupe. Oui, pour faire la soupe. Oui. Ah, d'accord. Vous en prenez 4 grosses. Comme là. Okay. D'accord, merci. Bây giờ mình tự mình hái hả? Ừ. Đây là bí này các bạn. Chào các bạn nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ dắt em đi vô cái vườn hái rau á. Hôm bữa mình đi á để nó mua đồ dắt đi cho biết. Bây giờ đã vô mùa thu rồi nữa các bạn, nên trời nó hơi lạnh lạnh. Mà trời xấu lắm, nên nó chỗ này bây giờ vắng lắm, không có ai hết trơn á. Thấy không? Ở trên đó là đậu á Phượng. Mình thấy vậy chứ là đậu á. Ở dưới đây là chưa đi lần nào nha. Mình chưa biết đâu. Trên đây không có cục ghép, chắc phía đây á. Không đề bản gì ra. Không, bởi vậy mới nói nè, nó bản của nó nè. Đây là ớt. À. Thanh lẹ không thấy cái gì. Ừ. Ở đây nó không có bảng giống giống chỗ kia ha. Thấy có cái ớt. Ở đây, Phượng biết không, người tụi Á Rập á Phượng, nó xuống rồi nó mua mấy cái này khủng khiếp luôn nha. Trời, không biết nó ăn nó làm gì ăn nữa. Nè đôi dền nè. Á đôi dền kiểu mình. Thì đó, hôm bữa bứt ở đây về nấu luộc ăn ngon á. Không, mình lấy bứt nó cho. Ừ, thì rau dại. Ừ. Ở đây ớt nè, bây giờ lạnh rồi nó trụi rồi nè. Vẫn còn trái nhiều lắm nhưng mà nó không có. Ừ, mưa hả? Nó không có còn, mình thấy nó không có còn phương phớn nữa. Tại vì nó lạnh quá, nó héo lại. Rồi. Thôi không mua, non quá nó đắng. Cái avo là 27.000 Việt Nam. Ừ đó Phượng. Coi nè Phượng. Trời ơi nè các bạn, đây là mướp nè, mướp của Tây nè. Trời ơi nó bự bà cố. Nó bự quá trời bự nè các bạn, coi nè. Nó rụng sẵn hả? Nó rụng sẵn thôi mình đừng lấy. Thôi mình hái đi. Ai biết nó rụng hồi nào. Cái hăng của nó rất là to. Hả? Trời ơi, nhức nách luôn á. Bông mớp bên đây là rất là mắc nha các bạn. Mắc lắm. Thôi nè. Này nó rụng rồi. Này nó cùi nó rụng sẵn rồi. Nè có bông mớp nè. Đâu? Khoái không? Khoái không? Rẻ rời luôn ha. Vì tại sao mình không đi hái, mình đi tới vườn mình hái nó rẻ, tiết kiệm được tiền nữa. 4 trái này trời ơi, trái chắc 2. Ừ. Ê cái này á là nó khoảng 2 kg á Phượng. Thì ba nghĩ là vậy luôn. Nhỏ quá, có nhiều trái bự lắm. Kìa bạn, bự ơi là bự luôn nè. Ồ coi nè. Ừ nó rụng sẵn nhiều quá. Đây này cũng còn nguyên nè Phượng coi nè. Nặng quá trời còn nguyên luôn á. Nó nặng mà, phải nói là 2 kg rồi các bạn coi nó ngã nghiêng nè. Thấy mê chưa? Đó, cái này làm súp, Phượng nói làm súp mình không có rành nữa các bạn. Trời ơi coi nè. Hả? Trời ơi. Là. Trái này chắc 3 kg á các bạn. Mình là tin tưởng vào cái vụ mà đo trọng lượng, cái mà cân ký ngoài kia. Coi á. Quá trời không, nó nằm lê liệt luôn nè. Nó nằm lê liệt la lết luôn rồi các bạn thấy không. Nếu như mà cái này là dưa gan là đã lắm luôn ha. Tiếc con cái là không phải là dưa gan. Cái này là dưa gan thôi, khỏi nói. Mình mua mình đem ra chợ bán. Bây giờ cơm tối là phải có nấu súp phải không? Dạ, chủ em á. Ừ. Nhưng mà mình phải trộn thêm á, khoai lang tây chắc nó ngon hả Phượng? Có khoai lang tây. Chứ nếu mà cái này không thì nó không ngon đâu, nếu có khoai lang tây. Cái này nó nhỏ. Ừ. Rồi ai mà bẻ kiểu đó? Cái sao giờ? Cái này là không phải là dân nhà quê nên không biết bẻ, đây ta chỉ cho cách bẻ. Đây đây, kiếm trái nào đi. Ta bẻ ngược lại đó thì nó gãy nhánh của nó. Coi nó nằm nè, nằm lê liệt luôn. Trời ơi. Mấy trái rồi? 4. Thêm 4 trái nữa. Ủa thêm 4 trái nữa hả? 12 trái mớp này. Không. Để em mua 3 trái mua lấy 1 trái đi. Đó. Nấu súp này mà phải có kem vô mới ngon. Đúng rồi. Mình giờ mình lại mình hái bơm. Bơm thì hôm nay mưa đó nên nó rụng hết trơn à. Hoa này, hoa dại. Ủa Phượng khoái không? Khoái không? Trái nhỏ xíu à. Gì chứ vô. Nhưng nó ngọt, nhưng mà nó nhỏ quá, nó rụng hết trơn, nó bự rồi. Trời ơi các bạn coi nè, rụng nguyên một rừng luôn nè. Các bạn nhớ mấy cái video trước mình làm không? Lên đây Út Phượng ơi. Mấy cái video trước mình làm á là trái trên nhiều ha. Giờ coi nó rụng nè. Trời ơi nó rụng nó đỏ hết trơn. Đó. Nó rụng đỏ hết trơn luôn nè. Ừ. Trái nhỏ 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 không à. Nó ngọt. Ngọt quá trời Phượng. Ừ. Ở lên kia có đường nó leo quá. Mình đứng lên mình hái nữa. Thôi nó hư á. Nó sâu. Nó sâu. Ngọt vậy hả? Ừ. Ngon không? Coi nè. Trắng tá à thấy không? Ê, mình đi hái lần kia mình đâu có thấy bơm kiểu này đâu hả? Có. Lại hái lần rồi. Nhưng mà nó có nhiều loại hơn luôn hả? Ở đây nó có 2 loại thôi, với kia nó có chục loại vậy. Hôm nay còn cái lá mình hái về cúng bằng rồi bà cũng được. Lên đây nó bự nè. Mình ăn trái trước đã, hái tính sau. Hôm nay mình đi hái không có anh Hoàng đi. Thấy mê quá. Thấy đã quá trời luôn rồi các bạn. Nó rụng nhiều nhưng mà trên cây nó cũng còn nhiều nữa. Nhưng mà trái thì nó nhỏ nhỏ nhỏ. Thấy hèm ha. Giờ mình hái. Nó đỏ lét luôn á. Đã ghê chưa? Có Phượng hái không nhìn luôn á. Trời ơi. Còn là ngon mà. Phượng hái không nhìn không lựa luôn á. Nhanh ghê chưa? Nhìn bằng mắt trước rồi. Đã không? Đã không? Đáng đồng tiền không? Đặc biệt là nó ngọt hơn ở chợ nhiều ha. Cái này nó nhỏ nhỏ vậy mà mình ăn chắc 3 trái mới no. Nhưng mà Phượng biết không, để 1 tháng nó không hư Phượng. Mình mua ở chợ về để nó mau hư lắm các bạn. Mà nó héo nữa. Ừ đúng rồi. Với lại hàng nó hái vào đời cô lĩ nào ha. Còn ở đây nó tươi á. Đó thấy mê không? Hái nhanh nhanh thoăn thoắt luôn. Ngày nay mà. Cái này đi hái mướn được á. Được. Mà ở đây người ta không mướn mình hái ha. Ghé cái gì mướn ra. Ta mướn mình hái. Giờ ở đây người ta có bán sỉ không ta? Ví dụ mình mua 100 kg á. Người ta bán mình mua đem ra chợ mình bán. Hỏi thử. Thấy mê quá các bạn. Thôi giờ mình lo mình hái. Đúng rồi. Để nó làm cái con phi chi cho em nè. Con phi chi vụ gì? Con phi chi của trái cái gì mà của tụi Tây á. Tụi băng hả? Ê, Phượng, cái chuyện đi đạp đó Phượng. Nhìn thử coi thấy cái mặt không? Nhìn thử coi thấy cái người không? Không, chú với chị. Thấy. Khổ quá mà YouTuber nghèo, không có cái cây đi quay phim nữa. Nghèo tiền mà không có nghèo sắc thì được rồi. Sắc nó vậy là nó vậy. Ôi đã quá trời. Hôm bữa hái cho mấy cái chị dưới Mưa Lan đó hả? Cái chị coi YouTube á, cái chị rủ thì chị chơi đó. Trời ơi, cho chị chắc từ ký không thì chị khoái lắm. Mấy chị muốn lên đây lắm nhưng mà lên không được, tại không có xe lên, chị mới đủ lắm. Đây lát nó trên kia còn nhiều lắm nha. Mình tìm một chút nữa. Sao Phượng không chỉ con gì á, con lại đây nó hái. Tí hả? Không. Cái nhá hả? Ừ. À vâng. Chứ không phải nó thích đi kiếm đồ rẻ nó mua sao? Nó có tóm lại nó không chịu đi bộ. Bởi vì nó với chồng nó không có mượn. Cái này là đồ của con nó cho lại con của em nó còn lại cái khác. Làm coi nó tin tưởng nguyên một chùm luôn, đụng cái nó rớt. Nói kêu bắt đây các bạn thấy ham không? Ở đây không có ai hết trơn, có hai chị em mà nên mình tháo khẩu trang ra luôn. À bây giờ các bạn, Pháp nó đang kêu, không phải là kêu gọi mà là cái lệnh giới nghiêm giống hồi trước các bạn, đã bây giờ đã làm, đã quay trở lại. Bây giờ là bắt đầu từ 9 giờ tối á, cho tới 6 giờ sáng là mình không được ra ngoài nha. Đó, còn ai mà đi làm á, thì đi, nhưng mà vẫn phải có xuất trình giấy tờ của hãng á. Nó trở lại giống như đợt đầu các bạn. Tại vì tình trạng càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Bây giờ ở bên đây á, người nhiễm bệnh rất là nhiều. Đó nên nó là mình không có được mà đi đứng tùm lum tùm la giống hồi trước nữa. Nhà hàng cũng vậy các bạn, là 21 giờ là phải đóng cửa. Đó. Là bây giờ thì mà cái giờ đó là cái giờ người ta đi ăn nhiều các bạn, mà 21 giờ phải đóng cửa rồi. Trời ơi coi nè. Thấy đã quá ha. Thôi bây giờ mình lo hái các bạn ơi. Hái để lẹ dìa. Hồi sáng giờ mấy hai chị em đi chợ rồi đi ăn rồi về ghé để hái trái cây luôn, sẵn trên tiện trên đường mình về đó, nên giờ mình lo mình hái. Thì lát nữa mình đi hái cái khác nữa thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Chứ bơm hôm bữa mình quay rồi 2 lần rồi, có gì nữa đâu quay, riết cũng chán. Mà thấy ở đây nó cũng có bắp nè, trái nhỏ xíu xiu à, đây nè, cái nhỏ quá. Quy Je regarde, mais elle a trop bouti. Ah oui, ben normalement, ça devrait prendre comme ça. Oui. Mais pourquoi ça pousse pas? C'est trop tôt? Non, c'est un peu trop sec. Ah, ok. Il n'y a pas assez plus. Ah oui. On n'est pas dans le domaine, parce qu'on ne connaît pas. Oh là là. Mes parents, ils étaient paysans. Ah oui. Ça se sème au printemps, c'est des plantes tropicales. Donc il faut un temps orageux. Qu'il pleuve, qu'il fasse chaud, qu'il pleuve, qu'il fasse chaud. Là, il y a 6 mois qu'il n'y a pas plu. Ah ouais. Donc ça n'a pas poussé. Hein. Mais là, ça va pousser plus tard. Ah, c'est fini, c'est bon. Ah, c'est fini. C'est fini là. Ça normalement le mois août, c'est ça? Non, normalement c'est octobre. C'est maintenant que ça se ramasse. D'accord. Mais elle vend comment? Là, on vend par kilo aussi ou par 10? Mais ça, c'est du maïs. C'est pas du pop-corn. C'est du maïs pour les bêtes. Ah, pour les bêtes. Ah, ça va pour manger. Pas celui-là. Et j'ai vu l'autre côté aussi, non? Je sais pas, mais non. Ah oui, d'accord. Ça c'est. Ah, je croyais que vous êtes propriétaire. Non, 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 je suis client. Vous promenez? Mais je connais, je les connais donc. Oui, d'accord. Mais je crois c'est pour nous. Normalement, le maïs, il devrait. Oui, c'est ça. Mais si vous regardez sur internet, il y a au moins 20 ou 30 sortes de maïs. D'accord. Mais là, c'est des maïs déjà hybrides, c'est déjà des maïs transgéniques un peu. Oui, oh, attention. Ah, pardon. Non. Oh là là, je suis désolée. Désolée. C'est lui qui est désolé. Bon, non, voilà. Non, non. Bah là, vous pouvez l'ouvrir, voir les graines, mais c'est mort. Ah oui. C'est mort. Ah, vous pouvez toujours le prendre, mais bon. Cái này ta nói là. Ah, ça se mange. Ah oui, c'est petit comme ça. Non, mais les graines, ils n'ont pas poussé. D'accord. Non, non, il ne faut pas tout manger. Enfin, c'est peut-être pas vrai. Si en Asie, on mange ça. Si, en Asie, on mangeait ça aussi. Hein. Các bạn thì người ta nói cái này là bắp là không phải bắp cho người ăn, bắp này dành cho mấy cái con dê. Cái này cho con dê đúng, mấy con dê, con này kia các bạn, con ngựa đồ này kia. Ông đi hỏi, chứ không phải là bắp để dành cho mình hái mình ăn. Mình ăn thử cái ông nói không, chứ không ăn. Đó. Đi, đó cái hành quả là một đụng này đây. Đi hai người đẩy không nổi. Đi trời ơi. Không biết sao à. Đẩy về què luôn các bạn ơi. Đây cầm đi. Nó đẩy. Nè cầm giùm cái đi, đi trước đó. Con tao. Kìa hú kìa. Cậu mạnh ghê trời. Ê lát nữa về cái chân tôi nó đau lắm luôn á. Tôi mạnh dữ người ta. Đi thì nổi nhưng mà cái chân lát đi về đau luôn. Nổi hả? Ừ. Này kìa. Kiếm thêm một chiếc xe nữa cô. Thôi đi lấy chiếc xe nữa hả? Trời ơi giờ hai đứa rinh không nổi luôn. Chỗ này là cà nè các bạn. Mà mình thấy trái nó nhỏ nhỏ không à. Đợt trước mình đã đi hái rồi. Đây nè. Nó bán cũng rẻ lắm bạn, 1 đồng 50 1 ký trái nè. Mình mua 5 kg thì giá 1 đồng 30, mình mua 10 kg á thì giá là 1 đồng 10 1 ký. Tính ra rất là rẻ so với trong chợ nha các bạn. Trong chợ có giá hiện tại là 3 euro 1 ký. Đó. Mình mua ở đây mình mua 5 ký thôi. Chị em đồ bạn gì đồ đó, bạn bè bà con thì mình chia nhau. Thì tính ra là lời rất là nhiều. Đây, đây nữa này các bạn. Đó. Ở đây cũng là cà luôn nè. Quá trời không? Đây, coi nè. Thấy không? Đó trái nhỏ xíu à. Trái bự hết rồi, người ta hái hết rồi. Hôm nay có cần cả tháng rồi đó, mình chưa có đi lại. Hôm nay dắt Út Phượng nó đi. Để hái bơm á mà. Hái về cho người ta. Thấy mê không? Hồi nãy giờ mình hái chắc cũng khoảng 40 mấy ký bơm rồi đó. Giờ Linh hết nổi rồi. Phải đi lấy thêm chiếc xe nữa. Ơ có trái bí nè. Đây là cà. Đây. Xa xa thấy anh nó nhỏ dễ thương. Tí tí. Một lần mình đi có thời giờ mình đi bỏ ra chừng 2 tiếng đồng hồ. Mình hái được nhiều loại. Thì tính ra cũng tiết kiệm được nhiều lắm. Với lại mình bỏ trong tủ lạnh nó 2 tuần mà nó không hư luôn á. Kỳ rồi mình hái đậu nè, hái cà, hái cà tím ha, cà chua nè. Rồi hái cái gì đó rau các bạn, rau chân vịt đó, trời ơi để 2 tuần minimum ít nhất các bạn, vậy mà nó không hư luôn. Ớt thì mình hái nay cả hơn tháng mà nó không hư, tại vì mình hái tại vườn rồi nó tươi các bạn, nên đó là mình để được lâu lắm. Còn mình mua trong chợ thì để mau hư lắm các bạn, người ta hái hồi đời của lĩ của la hay nào đó nên mau hư lắm. Thôi kệ, lâu lâu chị em mình dắt nhau đi hái cho vui, như tập thể dục vậy á. Hôm nay vắng lắm, trời ơi, mặt tình mặt sức mà nói chuyện, mặt tình mặt sức mà hái vui. Đó, ở đây có 1 người thôi, mình thấy nãy giờ được 3 người các bạn. Rồi nhỏ, nó nhỏ quá mình hái ăn cũng được, ăn nó đắng lắm, phải lựa trái bự. 1 đồng rưỡi 1 ký, 5 kg thì 1 đồng 30. Đặc biệt chỗ này nó chỉ lấy tiền mặt chứ lại lấy xét thôi nha các bạn, chứ là nó không có lấy kẹp lưa. Đó xong rồi bây giờ thì mình đi về. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video nha. Hẹn gặp lại video sau. Mình tính là đi hái đậu, hái rau nữa các bạn, nhưng mà không có đủ thời giờ. Lần sau mình sẽ đi nữa. Bye bye.